Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu về công ty Princess Lifestyle. Và bắt đầu phần 3, phần 4 của chương trình hôm nay thì như chúng tôi nói, chúng tôi sẽ mở đường live và sẽ mời vị gọi vô đặt câu hỏi với bác sĩ Morita. Vì phụ nữ cũng có thể đặt câu hỏi về cái chuyên đề ngày hôm nay bác sĩ đang nói, loại thuốc đặc biệt của công ty Princess Lifestyle đó là thuốc Vanillin. Bây giờ thưa quý vị, số điện thoại đang mở ra là 714-839-3264, 714-839-3264. 893-3264. Xin lỗi, 893-714-893-3264, 714-893-3264. Xin quý vị gọi vô, xin quý vị vui lòng đứng xa TV và bật âm thanh nhỏ xuống. Chưa hết, quý vị cũng có thể gọi vào để mà order, thì công ty cũng chúng tôi cũng sẽ nhận order thuốc từ quý vị. Và chương trình ngày hôm nay đang được promotion mua 6 tặng 1. Ngoài ra quý vị còn được tặng thêm một chai nhân sâm sữa ông chúa nữa. Nếu mà mua 6 quý vị còn được free shipping và được xem 6 tấm vé số để mà tham dự vào cái chương trình sổ số của chúng tôi. Bắt đầu cứ mỗi 3 tháng một lần mà với những giải thưởng từ 100 đến 500 đồng. Một lần nữa số điện thoại đang mở ra trên đài Lý Đô Sài Gòn TV để quý vị gọi vô đặt câu hỏi là 714-893-3264. Anh Phạm Khanh, nếu mà ai mà chia sẻ đúng cái thuốc uống đó thì mình cũng có thể cho họ một ít thuốc đó, Phạm Khanh. Bác sĩ hôm nay thì có nhà ý là có phần thưởng đặc biệt cho những quý vị nào mà gọi vô quý vị chia sẻ kinh nghiệm những cái loại thuốc mà quý vị dùng của công ty Princess Lifestyle mà cảm thấy hữu hiệu. Thì công ty bác sĩ cũng sẽ gửi tặng cho quý vị một cái lọ thuốc. Tất nhiên là chúng tôi sẽ chọn ngày giờ để gửi tặng đến cho tất cả quý vị. 714-893-3264. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc đến là hai loại thuốc dành cho nữ giới, đó là Vanillin loại gel, dành cho quý vị nào đã mãn kinh hoặc là quý vị lớn tuổi. Còn đây là Vanillin loại dạng viên dành cho các bạn còn trẻ. Trong này có 3 viên thì cứ cách một ngày chúng ta sử dụng một viên. Sử dụng như thế nào thì thưa quý vị, ở trong này đã có cái bảng chỉ dẫn. Buổi tối trước khi chúng ta khi mà chúng ta làm vệ sinh xong xuôi trước khi đi ngủ thì chúng ta đặt một viên vào trong âm đạo. Cách một ngày một viên, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà thuốc nó chưa có tan ra hết thì mình có thể trễ nhất là có thể cách 2 ngày một viên cũng được. Dạ vâng. Như vậy quý vị cũng đừng lạ khi mà thấy rằng khi quý vị sử dụng cái thuốc cả hai loại này, cả gel cả viên á, một khoảng chừng vài ngày sau quý vị sẽ thấy có những cái màng nó chóc ra màu vàng vàng, quý vị đừng có ngại, bởi vì đó chính là những cái nội mạc. Cái màng nội mạc ở trong cái tử cung của mình được chóc ra, thì ở trong đó những vi trùng vi khuẩn hay là những cái bíu nhỏ nó cũng sẽ đi theo cái màng nó đi ra ngoài. Và với cái dạng thuốc gel này đó thì một ngày chúng ta bơm một ống cũng trước khi đi ngủ thôi quý vị. Một ngày bơm một ống. Nhưng mà cái loại này thì nó hay nó lỏng, cho nên là khi mà mình bơm vào đó thì mình nên có cái lót. Chứ là để tủ lạnh trước khi mình xài. Để tủ lạnh phải không ạ? Để cho nó đặc lại phải không ạ? Dạ đúng. Dạ. Như vậy thì nó sẽ không có chảy ra ngoài. Thì như vậy mình sẽ thấy nó được sạch sẽ hơn. Thì chúng tôi xin được nhắc lại là công dụng của hai loại thuốc này rất là có giá trị. Là thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta tẩy tất cả những cái loại vi trùng vi khuẩn mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề gọi là bệnh phụ nữ, thưa quý vị, bệnh phụ khoa. Hơn nữa thì ví dụ như là mình bị tiểu són thì mình cũng sẽ được cái cơ vòng của mình nó sẽ được thu lại. Rồi nếu mà mình bị abnormal discharge, có nghĩa là mình bị rong kinh, bị huyết trắng, rồi bị có những cái mùi lạ, bị ngứa, bị rát vân vân, thì thuốc này cũng sẽ giúp cho chúng ta bài trừ những cái vấn đề đó. Rồi cái mà phụ nữ rất là quan tâm đến đó là những cái bíu nhỏ. Bíu nhỏ nó được đi theo tẩy ra ngoài khi mà những cái bíu này có những vị khách những cái bíu của họ nó đến gần một nửa cm họ cũng cố gắng họ làm với cái hy vọng là sẽ tẩy ra ngoài, là bởi theo như kinh nghiệm của bác sĩ đó thì một cái bíu khoảng chừng 1 cm hay là nửa cm thì nó đã có cái nguy cơ mọc rễ rồi phải không ạ? Dạ thưa đúng, nếu mà người nào bị khoảng chừng 1 mm cho tới 5 mm đó thôi thì rất là dễ nó tróc ra. Tại lúc đó nó chưa có mọc rễ trong cái thành dãy cái thành của cái mộm đạp. Nên nó ra rất là dễ dàng. Còn nếu mà cái gì nào mà để lớn quá, nhiều khi nó 1-2 cm, 3-4 cm nó bự trở lên thì thường thường cái gì nó có mọc rễ trong cái thành, thì nó hơi khó lấy. Nó tróc ra nhưng mà nó tróc không có hết, nó tróc không có được tại vì còn bị kẹt cái rễ. Còn quý vị nên đặt càng sớm càng tốt, nhất là những phụ nữ mà sau cái tuổi hết kinh nguyệt rồi đó. Quý vị nên nhớ là cái người phụ nữ mà còn kinh nguyệt thì hàng tháng nó tróc cái màng nội mạc ra. Cái màng này người ta gọi là cái endometrium cell. Nó sẽ tẩy ra tất cả những cái
máu rồi những cái chất độc nó, những cái độc tố hay là những vi trùng vi khuẩn nó ra hết. Còn những người mà để lâu quá, mình hết công việc rồi mà để năm này sang năm kia thì cái màng nó sẽ đi về đâu, nó sẽ đóng ở đó. Thì chúng ta rất là dễ bị những cái vi trùng vi khuẩn rồi những cái biếu bên trong. Mới đầu nó không phải là bị biếu đâu, nó bị mấy cái polyps nhỏ đó. Và từ những cái polyps đó nó sẽ trở thành cái những cái biếu hiền cấu dữ có, mà đa số phần trăm, đa số là những cái người mà bị biếu hiền đó là bị cái fibroid tumor, bị nhiều lắm. Có thể nó là người phụ nữ mà sao cái tuổi lớn chút xíu có thể từ 50 cho tới 75% cái gì đó bị biếu hiền rồi. Nhưng mà biếu dữ thì nó ít hơn. Nhưng mà quý vị nên nhớ là thứ nhất là mình nên đi làm pap smear, thứ hai là coi mình có bị những cái màng động mạch có đóng dày hay là không. Thì thường thường mình đi bác sĩ gia đình đó thì sẽ cạo cái bớt cái màng nội mạc ra. Còn cái thuốc này quý vị đặt vô thì tự động nó sẽ tróc màng nội mạc ra. Thì nãy như Columelin nói là những ngày đầu đó, có thể là 5 ngày, 7 ngày đó, nó tróc ra những cái màng nội mạc cái giống như thể là cái miệng gà vậy đó. Mà tại vì cái thuốc nó màu nâu nên nó tróc ra cái màu hơi vàng vàng, nó quý vị đừng có ngần ngại, đừng có sợ. Thì nó tróc ra hết thì nó sẽ mọc cái màng nội mạc mới, nó giúp cho quý vị sạch sẽ, không có còn giống như ngày xưa nữa, chứ là nó cái sự co thắt cái cơ dòng của mình lại. Để chỉ để mình đừng có bị incontinent, tức là mình đừng bị thiếu sót nữa không? Với lại những cái tế bào ở trong cái vách tử cung của mình nó cũng được thay đổi, nó cũng được làm mới lại, nó rất là tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Chắc nhờ nó cũng nhiều hơn. Với lại sẽ giúp cho cái cảm giác hơn trong cái vấn đề chăn gối nữa. Và đó là những cái tác dụng của thuốc Vanillin này. Chúng tôi xin có lỗi quý vị là nãy giờ có rất là nhiều quý vị gọi vào, nhưng mà vì bác sĩ đang trình bày về công dụng của thuốc để cho quý vị nắm vững hơn trước khi quý vị mua những loại dược thảo, đặc biệt là dược thảo Vanillin này. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại đang hiện ở trên màn hình. Trong chương trình ngày hôm nay quý vị vẫn được promotion của bác sĩ Morita. Nhưng mà cái thuốc này thì quý vị mua 2 được tặng 1, chứ không phải là mua 6 được tặng 1 như những loại khác. Cho nên là quý vị có thể có cơ hội sử dụng rộng rãi hơn, hoặc là chia cho người phụ nữ nào trong gia đình của mình được cùng sử dụng. Như vậy mua 2, quý vị được tặng 1 thưa quý vị. Và chúng tôi cũng xin nói luôn đó là chúng tôi cũng nhận gửi thuốc về Việt Nam. Quý vị nào có người thân bạn bè ở Việt Nam mà muốn sử dụng những loại thuốc dược thảo của công ty Princess Lifestyle, hiện giờ chúng tôi biết rằng là cái cước phí, kể cả vấn đề chi phí vận chuyển và vấn đề thuế, gửi về Việt Nam cho khoảng 2-3 bao thuốc chỉ khoảng 20 đồng mà thôi. Đến các tỉnh thành lớn, ví dụ như là Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế hoặc là ở ngoài Hà Nội, thì vì nào có người thân bên đó muốn mua thuốc trực tiếp từ công ty sản xuất ngay tại Hoa Kỳ này thì vì có thể liên lạc với bác sĩ Morita để biết thêm chi tiết qua cái số điện thoại là 818-634-1706, 818-634-1706. Vâng, và quý vị, và số điện thoại của công ty là 1-800-990-8319. Nếu quý vị có nhu cầu mua thuốc hoặc là quý vị có thể liên lạc với bác sĩ vào cái ngày cuối tuần thì bác sĩ sẽ có mặt ở công ty, cho nên nếu quý vị muốn liên lạc với bác sĩ vào ngày cuối tuần thì cũng có thể gọi qua số 1-800 cũng được. Còn thường ngày thì 24 tiếng đồng hồ trên 7 thì bác sĩ vẫn luôn luôn bắt điện thoại để trả lời những thắc mắc của quý vị. Số điện thoại là 818-634-1706 thưa quý vị. Trong chương trình hôm nay thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng thuốc hay là những bệnh lý của mình, và khi quý vị sử dụng thuốc của bác sĩ công hiệu như thế nào thì bác sĩ cũng sẽ gửi tặng quý vị cái loại thuốc nó phù hợp với lại cái tác dụng mà quý vị đang cần sử dụng thưa quý vị. Thưa bác sĩ, như vậy thì nếu mà người phụ nữ người ta sử dụng nhiều hơn là mỗi 1-6 tháng với cái Vanillin này thì nó có làm cho mỏng cái thành tử cung không? Thì theo cái người bị bệnh hay không bệnh cô. Nếu mà người không bệnh mà mình muốn mình đặt để mà chỉ để cho định kỳ đó thì 6 tháng đặt một lần thì nó rất là ok. Còn những quý vị nào mà bị huyết trắng nhiều hoặc bị rong kinh hoặc là bị cái BV hay là cái infection rồi trichomonas này kia đó, có thể đặt nhiều lần hơn, có thể là 3-4 hộp trong vòng 16 tháng. Còn người nào muốn định kỳ thì chỉ đặt một hộp thôi thì nó giúp cho được trong vòng 6 tháng. Tôi thấy có những người mà bị mà cái tiểu soát nó không khăn, đặt một hộp rồi nó chưa có hết hẳn đâu, rồi đặt hộp thứ nhì, đặt hộp thứ ba xong rồi gọi làm sỏi cho tôi, nói bác sĩ bây giờ tôi chạy nhảy tôi không hoặc là tôi ho tôi không bị tiểu soát nữa, chứ lúc trước mà tôi ho thì tôi phải khép cái chân lại mà vẫn bị tiểu soát, với lại đi chạy nhảy với lại làm việc nặng bị tiểu soát, bây giờ thì hết rồi. Mình đặt cho đúng thuốc thì cái cơ dòng mình nó co thắt lại rất là chặt lại thì không có, nhất là những quý vị nào mà sanh sớm rồi ăn đồ chua này kia đó, nó không có co thắt, nó không có giữ cái sphincter, nó không có siết chặt lại được. Nhưng mà tôi hy vọng là cái thuốc này sẽ giúp cho phụ nữ phụ khoa rất là nhiều đó thưa quý vị. Dạ, dạ vâng.
Vanalin hiện nay đang được bày bán ở tất cả các đại lý của công ty Hoa Kỳ cũng như là Canada, thưa quý vị. Nhưng mà nếu quý vị ở xa các đại lý thì có thể liên lạc với công ty trực tiếp qua số là 1-800-990-8319 để đặt mua hàng. Mua 2 được tặng 1 và cũng sẽ được tặng thêm 2 tấm vé số nữa. Mình đã qua đến hết ngày lễ mẹ rồi phải không bác sĩ? Dạ. Vậy thì tháng 6 này thì là ngày lễ cha. Tháng 6 ngày lễ cha thì chắc bác sĩ cũng vẫn giữ cái promotion như cũ, phải không? Dạ, thưa đúng. Tháng 6 là lễ cha thôi. Thế như vậy cho nó công bằng. Dạ, tức là mua 6 tặng 1. Dạ vâng. Rồi được tặng thêm một chai, nhận là chai Golden Life. Dạ. Một Golden Life, hai là cái nhân sâm Hoa Kỳ. Nhân sâm Hoa Kỳ. Dạ. Và quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với công ty số là 1-800-990-8319 hoặc bác sĩ Morita 818-634-1706. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay.